Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2014 có những nội dung chính như sau. Hội nghị sơ ban kinh tế xã hội quý 3 năm 2014. Giá cả thịt giảm mạnh khiến người chăn nuôi gặp khó khăn. Tìm hướng đi cho làng nghề đang làm thua đất. Sáng nay ngày 25 tháng 9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị sơ ban kinh tế xã hội quý 3 năm 2014. Từ hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Vụ hè thu năm 2014, thời tiết ở Quảng Bình tương đối thuận lợi nên năng suất cây trồng trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm 2013. Diện tích sản xuất nông nghiệp đạt trên 31.150 ha, sản lượng lương thực đạt gần 99.100 tấn. Chăn nuôi quý 3 năm 2014 phát triển ổn định, tổng đàn gia súc của tỉnh đạt gần 480.700 con, đàn gia cầm đạt gần 2.650.000 con. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 241 hecta diện tích rừng, sản lượng thủy sản từ đầu năm đến nay đạt gần 50.300 tấn. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, quý 3 giá trị sản xuất công nghiệp dự ước đạt 2.038 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.580 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 43 triệu USD và nhập khẩu đạt trên 47 triệu USD. Hoạt động dịch vụ du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Quý 3 có 767.000 lượt khách du lịch đến Quảng Bình. Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng dự ước đạt trên 1.649 tỷ đồng, tăng trên 26% so với cùng kỳ. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, toàn tỉnh có 613 trường học và cơ sở giáo dục phổ thông bước vào năm học mới 2014-2015. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tiếp tục đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước được thực hiện tốt. Chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được thực hiện tích cực. Thu nhập và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện ngày càng tốt hơn. Sáng nay ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các ngành đơn vị địa phương có liên quan về tình hình thực hiện các nội dung liên kết với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Theo quy hoạch về phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành quy hoạch mở rộng diện tích cây cao su trên các đối tượng đất lâm nghiệp có điều kiện phù hợp. Trong đó xem xét chuyển đổi những diện tích rừng tự nhiên sản xuất nghèo kiệt, rừng trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng cao su, nhằm hình thành các vùng sản xuất cao su tập trung, gắn với việc xây dựng cơ sở chế biến có quy mô phù hợp. Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về liên kết trồng cao su với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã khảo sát thực địa và xây dựng báo cáo kết quả điều tra khảo sát, xác định quỹ đất trồng cao su với tổng diện tích quy hoạch trên 4.800 ha. Trong đó diện tích đã phê duyệt quy hoạch là gần 800 hecta, diện tích đề nghị bổ sung quy hoạch trên 4.000 hecta tại 7 xã, gồm xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, xã Hồng Hóa, Trung Hóa, huyện Minh Hóa, xã Sơn Trạch, Hương Trạch, Sơn Trạch, huyện Bố Trạch và xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch, sổ đất trồng cao su tại các xã nói trên còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù mở rộng quỹ đất. Tại buổi làm việc, các ngành đơn vị địa phương đã tiến hành thảo luận nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đang gặp phải trong việc quy hoạch sổ đất trồng cao su nói trên. Chiều nay ngày 25 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo và gặp mặt báo chí quý 3 năm 2014, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2014 của tỉnh Quảng Bình, báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với cơ quan đại diện, phóng viên thường trú địa phương trên địa bàn. Theo đó, trong quý 3 năm 2014, cả cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại Quảng Bình đã thông tin phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội nổi bật quan trọng của tỉnh, của các địa phương đơn vị, tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, góp phần giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến với cả nước và quốc tế. Trong quý đã có hàng ngàn tin bài phản ánh thông tin về Quảng Bình như bài viết mang tính phát hiện, dự báo và tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, cổ vũ công cuộc đổi mới, phát hiện nêu gương các nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt, đấu tranh phòng chống quan liêu lãng phí, vân vân. Trên cơ sở đánh giá tính hiệu quả của mô hình trường học mới, trong năm học 2014-2015, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo 100% trường tiểu học trên địa bàn huyện áp dụng mức độ 1 của mô hình trường học mới.
Mô hình trường học mới được huyện Quảng Ninh triển khai thí điểm từ năm học 2012-2013 tại hai trường tiểu học là Duy Ninh và Gia Ninh. Đến nay, qua hơn 2 năm giảng dạy và học tập theo mô hình, ngành đã đánh giá tính hiệu quả, đồng thời rút kinh nghiệm và triển khai tại 100% trường tiểu học trên địa bàn huyện. Theo đó, trong năm học này, ngoài hai trường tiểu học đã triển khai mô hình, thì ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo 20 trường tiểu học còn lại trên địa bàn huyện triển khai mức độ 1 của mô hình trường học mới. Đây là mô hình giáo dục chú trọng đến việc phát huy tính sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và quản lý của học sinh. Chính vì thế mà bên cạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư thêm các thiết bị dạy học, thì mỗi trường tiểu học còn phải xây dựng đội ngũ giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có khả năng tập hợp, quản lý, hướng dẫn các em học tập theo nhóm. Việc triển khai mức độ 1 của mô hình trường học mới trong năm học này sẽ góp phần để ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Khoảng một tháng trở lại đây, giá gà thịt bán buôn trên thị trường giảm mạnh khiến người chăn nuôi đang phải đối mặt với nỗi lo lỗ vốn và thậm chí không kiếm được đầu ra cho sản phẩm. Gà thịt thả vườn ở huyện Lệ Thủy chủ yếu được thương lái tỉnh Quảng Trị thu mua với giá trung bình từ 68 đến 70.000 đồng một kg. Tuy nhiên, trong khoảng một tháng trở lại đây, mức giá này giảm xuống chỉ còn từ 55 đến 60.000 đồng một kg. Nguyên nhân là do ở một số địa phương trong nước xuất hiện cúm AH5N6 nên sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh. Theo tính toán của người chăn nuôi, với mức giá như hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí, trung bình mỗi con gà sẽ bị lỗ từ 1 đến 5.000 đồng. Hiện nay đang là thời kỳ các trang trại phải xuất bán gà thịt trước mùa mưa, do đó giá gà giảm mạnh khiến người chăn nuôi gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, thời gian qua chính quyền xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển ngành nghề dịch vụ trên địa bàn. Hiện nay các tổ chức kinh tế, các hợp tác xã trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy vẫn duy trì và hoạt động có hiệu quả. Trong đó các ngành nghề truyền thống như mây tre đan, làm chiều cõi đã được chú trọng và khuyến khích phát triển, tạo điều kiện thu hút lao động và nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người ở xã Lộc Thủy đạt 21,5 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3,8%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%. Đến nay, xã Lộc Thủy đã xóa hết nhà tạm, đời sống người dân ngày một nâng cao. Để tạo sự bền vững và hiệu quả trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển các mô hình nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, xã Lộc Thủy đã phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh công tác đào tạo nghề tại chỗ, đồng thời tranh thủ mọi nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, từng bước phát huy thế mạnh của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, làng nghề Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, xưa nay được biết đến bởi những sản phẩm đan lạt làm từ vật liệu mây tre nứa, góp phần duy trì thu nhập ổn định cuộc sống cho người dân địa phương. Song hiện nay, trước quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng, làng nghề đan lạt Thọ Đơn đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Thọ Đơn hiện có khoảng 600 hộ dân, chiếm trên 90% tổng số người trong độ tuổi lao động tham gia làm nghề đan lạt. Sản phẩm chủ yếu là rổ giá nông nia đủ kích cỡ, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa phục vụ sản xuất ngư nghiệp và dùng trong xây dựng. Mặc dù sớm được công nhận là làng nghề truyền thống có điều kiện để phát triển, song đến nay nghề đan lạt Thọ Đơn vẫn chưa có sự thay đổi và bứt phá đáng kể. Hầu hết các công đoàn làm ra sản phẩm vẫn được làm thủ công bằng tay, khiến năng suất lao động không cao mà chất lượng sản phẩm cũng không được đảm bảo. Không những vậy, sản phẩm đan lạt Thọ Đơn còn phải đối mặt với khó khăn từ thị trường. Sản phẩm chủ yếu được bày bán trong các chợ xã, huyện hoặc thông qua thương lái. Lượng sản phẩm bán ra không ổn định tùy thuộc vào mùa vụ. Các mặt hàng hiện nay lại chưa đủ sức cạnh tranh với thị trường tỉnh bàn, đặc biệt là các sản phẩm rổ giá làm bằng nhựa. Bên cạnh đó, vốn sản xuất cũng là một trong những vấn đề nan giải của địa phương. Mặc dù vậy, vốn là một ngành nghề truyền thống được ông cha truyền lại từ xưa đến nay, nên dù khó khăn, phần lớn người dân nơi đây vẫn muốn gắn bó với nghề. Làm thì vất vả mà thu nhập thấp rồi đó. Không biết cải tạo ngành nghề khác thì mình sức khỏe nên không mình chỉ được nữa. Nghề này mang lại cho niềm vui của gia đình. Thực tế cho thấy là vùng quê nông nghiệp, nhưng nghề đan lạt gần như đã trở thành một nghề chính mang lại thu nhập ổn định cho người dân Thọ Đơn. Trung bình mỗi lao động trên địa bàn có thu nhập trên dưới 1.500.000 đồng một tháng nhờ làm nghề đan lạt. Cũng nhiều hộ gia đình nhờ nghề này mà thoát nghèo, nuôi dạy con cái ăn học đàng hoàng. Bởi vậy, duy trì và phát triển làng nghề đan lạt Thọ Đơn dường như là trăn trở chung của hầu hết người dân nơi đây.
Thôn tôi thì sinh ra và lớn lên thì chủ yếu vào cái nghề mấy tre đan của cháu để lại, mẫu mã chưa được đẹp lắm cho nên cái nguồn thu nhập bà con làm ra bán cái sản phẩm chưa cao cho nên cái nguồn thu nhập rất thấp. Đề xuất thường xuyên là mở các cái lớp dạy nghề khác để chuyển cơ cấu của sản phẩm của cho bà con được hưởng lợi nhiều hơn. Thọ Đơn có nhiều lợi thế để phát triển nghề đan lát như nguyên liệu làm mây tre có sẵn, kỹ thuật tạo ra sản phẩm tương đối đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó, tình yêu nghề gắn bó với nghề cũng là động lực để người dân nơi đây quyết tâm lưu giữ nghề truyền thống này. Tuy vậy, việc mở ra hướng đi mới để phát triển nghề lại là một câu chuyện khác. Không chỉ đối với nghề đan lát Thọ Đơn mà nhiều ngành nghề khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình muốn phát triển một cách quy mô, tạo được thương hiệu trên thị trường thì cần phải có sự quan tâm đầu tư từ nhiều phía. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi trời nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây có lúc có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.